Bài tập tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu và phục hồi dữ liệu full backup và different backup trong môn SQL Server. Ở đây thì đề bài chúng ta sẽ tạo ra một bản full backup đặt tên là full 1. Sau đó mình tạo thêm một cái bản test 1 vào cơ sở dữ liệu. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một bản full 1. Ở đây thì mình sẽ new nha, sử dụng một cái database khác các bạn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái database là DB thư viện Poly. Ở đây thì mình chọn database, bấm chuột phải và chọn là backup. Ở đây thì các bạn sẽ chọn là full backup. Này, full backup và different backup. Ở đây mình chọn xuống backup, sau đó bạn bấm remove, sau đó bạn sẽ add vào cái đường dẫn và các bạn muốn lưu trữ. Ở đây thì mình sẽ lưu trữ trong cái backup DB. Ở đây mình sẽ viết database là DB thư viện Poly. full1.bak. Sau đó bạn bấm OK. Và chúng ta sẽ bắt đầu backup. Ở đây thì chúng ta đã backup thành công thư viện quản lý DB. Tiếp theo thì các bạn sẽ new cho mình một cái table. Tạo ra một table. Trong table này nó có dữ liệu là ID, mình cho cử là integer, và name kiểu Navajo. Đây mình cho ID làm khóa chính. Cái ID này chúng ta sẽ cho nó là tự động tăng các bạn nhé. Identify là tự động tăng. Ở đây mình sẽ đặt tên nó luôn là table 1. OK. Và ở đây chúng ta sẽ có được một cái table 1. Và bấm chuột phải và bấm edit. Ở đây thì mình sẽ nhập vào. Ví dụ như nam nv. Và chúng ta sẽ copy nó xuống. OK. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái bản backup. Task chọn là backup. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là different backup. Sau đó thì các bạn đã remove ra và bạn sẽ add lại cái đường dẫn mà chúng ta cần lưu trữ. Ở đây thì chúng ta vẫn lưu trữ trong cái backup DB quản lý. Ở đây mình sẽ chọn để cho nó là DB thư viện Poly different 1. Ở đây mình đã đặt là different 1. Sau đó bạn bấm OK. Ở đây hệ thống thông báo chúng ta là đã backup thành công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ new một cái table thứ hai, đặt tên cũng là ID kiểu integer, name kiểu Navajo, địa chỉ điện thoại, ID kiểu integer làm khóa chính. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó ID bằng tự động tăng, cho nó tự động tăng các bạn nhé. Sau đó bạn lưu lại, mình đặt tên nó là table 2. Sau đó thì các bạn sẽ nhập vào cái table 2 một ít dữ liệu, bấm chuột phải chọn là edit 200. ID tự động tăng thì mình sẽ không nhập vào, tên là Nam này, địa chỉ là Đà Nẵng, phone là 0905999888. OK, và chúng ta có thể là copy xuống. Ở đây mình sẽ có khoảng là 10 và chúng ta copy 10 cái. Và chúng ta sẽ copy là các bạn Ctrl C Ctrl V. Thì ở đây thì chúng ta có khoảng là 150 trường. OK. Sau đó thì chúng ta sẽ backup lần thứ hai. Ở đây mình cũng chọn là backup different. Chọn different backup. Sau đó chúng ta sẽ remove ra và chúng ta sẽ add lại cái backup của chúng ta. Backup DB này. Ở đây là backup different 2. Sau đó bạn bấm là OK. Sau đó bạn bấm OK. Ở đây hệ thống báo cho chúng ta là chúng ta đã backup thành công.
Sau đó thì các bạn vào trong cái file lưu trữ của chúng ta để chúng ta xem được những cái file backup. Ở đây bạn thấy file backup full của chúng ta, file full quản lý thư viện Poly full thì là 2.7 kB, 2.718 kB. Thư viện backup deep 1, cái một này nó có thêm một cái bảng nhưng mà nó chỉ có 1.694 kB. Cái thư viện thứ hai nó hơn cái thư viện một, thêm một cái table nữa là 1.000. Ở đây thì bạn thấy nhà chúng ta backup different thì cái dung lượng của nó sẽ nhỏ hơn cái bộ full. Thì ở đây chúng ta đã thấy là chúng ta đã tạo ra được cái những cái file backup full và backup different. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phục hồi cơ sở dữ liệu. Ở đây chúng ta sẽ phục hồi cơ sở dữ liệu bản full 1. Sau đó thì mình sẽ sử dụng là different 1 kiểm tra là cơ sở dữ liệu đã phục hồi và thêm bản 1 trước khi mà thêm bản 2. Ở đây thì chúng ta sẽ làm câu này trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phục hồi cơ sở dữ liệu. Ở đây là mình đã xóa hết cơ sở dữ liệu rồi các bạn. Đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu là phục hồi nó. Thì các bạn bấm vào database, bấm chuột phải và chọn là Restore Database. Tiếp theo thì các bạn chọn là Device và bạn sẽ chọn cái thư mục rõ đến Database. Bấm vào Add. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái file backup DB. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu là restore là thư viện Poly full 1. Sau đó bạn bấm OK. Các bạn lưu ý chỗ này nè. Các bạn muốn restore different 1 và different 2. Muốn restore different 1 và different 2 thì trong cái phần option này, trong phần option này bạn phải chọn nó là trong phần option phần phải chọn là restore with no recovery. Bạn không chọn recover with no recovery này thì nó sẽ không cho phép các bạn là backup bản different vào. Các bạn lưu ý nhé. Cái store with no recovery này nó cho phép các bạn là restore bản different vào bên trong này. Sau đó bạn bấm là OK. Và chúng ta sẽ kiểm tra. Thì kiểm tra thư viện ở đây chúng ta thấy ở đây cái database của chúng ta đang ở chế độ storing. Có nghĩa là đang ở chế độ mà chờ. Nó đang ở chế độ offline mà chờ để mà restore một cái different. Tiếp theo thì chúng ta bắt đầu là restore cái different vào. Các bạn chọn database quản lý thư viện này, bấm chuột phải, chọn task và chọn restore database. Và tiếp theo chúng ta chọn device và chúng ta bắt đầu chọn là cái file different 1. Thì khi các bạn chọn different 1, bạn bấm add, bấm ok. Rồi. Ở đây thì trong cái phần option, các bạn chú ý trong phần option. Nếu trong phần option này các bạn chọn store with recovery thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái database bình thường giống như những database trước đây mình dùng, có nghĩa là nó sẽ bật chế độ này lên online. Nó giống như những cái trang web này và chúng ta có thể xem được những cái table phía trong này. Còn các bạn chọn là no recovery thì nó vẫn ở chế độ như thế này, ở chế độ offline như thế này và không cho phép các bạn là xem cái table bên trong và chờ với cái file different 2, có nghĩa là tiếp theo một cái nữa. Có nghĩa là bạn chọn, nếu mà bạn chọn cái này thì mình sẽ add thêm một cái phần 2 vô nữa. Còn nếu mà các bạn chọn là recovery thì nó sẽ là như này, hiển thị ra cho các bạn. Ở đây mình sẽ chọn recovery cho bạn xem. Rồi, sau đó bạn bấm OK. Thì nó báo báo cho chúng ta là database đã restore thành công. Ở đây thì các bạn sẽ vào bạn xem lại cái database của chúng ta. Ở đây cái database của chúng ta bao gồm cái DB quản lý thư viện này. Và trong này nó có là table 1 mà chúng ta bật ra bấm edit 200.
Thì các bạn thấy table 1 của chúng ta đang có dữ liệu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ add cái bảng difference 2. Khi mà trong cái database của chúng ta ở chế độ active như thế này thì chúng ta sẽ không add được cái difference 2 các bạn nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ add cho nó một cái discovery 2, cái store này. Các bạn bấm add device này, chọn cái backup difference 2. Ở đây thì cho bạn chọn backup difference 2 thì các bạn sẽ không backup được. Được chưa? Ở đây mình sẽ chọn này. Và các bạn sẽ không backup được các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nãy chúng ta đã chọn cái difference 1 thì như thế nào? Đã chọn là discovery 2 rồi không được. Lúc nãy mà chúng ta sẽ chọn cái difference 1 mà chọn là store with not covering như thế này thì chúng ta mới add được cái file số 2 vào. Ở đây thì bạn bấm cancel đi. Và chúng ta sẽ làm lại câu số 2. Câu số 2 thì nó sẽ báo chúng ta là phục hồi dữ liệu full backup 1 với lại difference 2. Ở đây thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xóa cái database này đi các bạn. Xóa đi. Và chúng ta bắt đầu backup lại. Bấm chuột phải, bấm store database. Chúng ta chọn device, chọn tới cái database mà thư mục mà chúng ta lưu trữ cái database backup different này, bản full trước này. Nhớ trong phần option thì chúng ta sẽ chọn là no covering. Các bạn chọn no covering thì bạn mới backup được mà cái phần different. Và chúng ta bắt đầu backup đẳng different vào. Ở đây thì các bạn thấy database chúng ta đang ở chế độ chờ storing này. Restoring đó. Ở chế độ restoring thì chúng ta mới add được cái different vào. Đây chúng ta sẽ chọn cái file add different. Add different 2, bấm OK. Và trong phần option này thì chúng ta sẽ chọn là recovery. Đó. Và các bạn bấm OK. Bạn thấy chúng ta đã add database thành công. Sau đó thì các bạn vào trong database bạn sẽ kiểm tra. Ở đây chúng ta sẽ có table 1 và table 2. Cái difference 1 thì có một table thôi, difference 2 thì có hai table. Và trong này có tất cả các cái dữ liệu giống như là chúng ta đã demo khi mà chúng ta backup. Thì đây là nó đã cho phép chúng ta là phục hồi dữ liệu full backup 1, difference 1, full backup 2, difference 2.